Peekaboo, hello mọi người. Theo mọi người thì trùng cái gì là đáng sợ nhất? Trùng người yêu. Không, tầm thường. Tại vì bây giờ nó là chuyện thường ở huyện. Một người có thể trùng đến 2-3 cô người yêu. Một cô để trùng đến 4-5 anh người yêu. Còn câu trả lời của mình ý, trùng đáng sợ nhất là trùng tang. Đúng vào 11:41 vào ngày 20 tháng 10, có một bạn nữ ở Sài Gòn gửi câu chuyện này đến fanpage cho mình. Sài Gòn lúc này bước vào đợt dịch thứ 3 và vẫn còn chỉ thị số 16. Không rõ là nguyên nhân vì sao, nhưng mà một loạt những cái điểm báo bắt đầu xảy ra liên tiếp một cách trùng hợp. Những cái điểm báo này xảy đến với bạn ấy thông qua những giấc mơ. Giấc mơ đầu tiên, bà ngoại của bạn ấy thì có kinh doanh nhỏ, thì cái cửa hàng đó cách nhà khoảng tầm 2-3 cây số. Thì đêm hôm đó là vào tối ngày thứ 6, bạn ấy mơ rằng là bà đi đến cái khúc cua gần nhà, sau đó là đã bị ngã. Và cái lý do ngã ở đây là có một bóng đen ngồi phía sau xe che mắt của bà lại. Bà đã tông thẳng vào cái xe bán bánh mì ở ngay cái đoạn khúc cua đấy, và cuối cùng là ngã gãy chân. Thôi thì các cụ có câu là có thờ có thiêng, có kiêng có lành ấy. Bạn ấy đã ngay lập tức đem cái giấc mơ này kể lại cho bà ngoại của bạn nghe. Bà ngoại bạn ấy nghe bạn ấy kể xong thì kiểu không tin và nói rằng là bà không sao đâu. Thì mọi người ạ, ngay cái buổi trưa ngày hôm sau mơ như nào thì ngã y chang như thế. Thôi thì ok, một giấc mơ không làm nên câu chuyện, coi như là gặp phải cái hạn. Tiếp nhá. Hôm đó thì nhà bạn ấy có ăn gỏi vịt với cả cháo vịt. Thì đây cũng là một trong những món yêu thích của bà ngoại bạn ấy. Thì mẹ bạn ấy có sai bạn ấy là đem cháo sang cho bà. Thì nhà bạn ấy cách nhà bà ngoại khoảng tầm 50m nếu mà đi đường tắt. Còn đi đường ngoài thì nó phải đến một cây số, khoảng 8 giờ tối. Đã tối thì chớ lại còn phải đi một mình, nhát lắm, sợ. Thế là bạn ấy chọn đi cái đường 50m. Thì từ nhà bạn ấy sẽ có một cái cây me, sau đó là đến một quán tạp hóa rồi mới đến nhà bà ngoại của bạn ấy. Thì cả cái quãng đường 50m đấy đèn đường rất là sáng, nhưng mà duy nhất có cái chỗ cây me đấy là không có đèn, nó cực kỳ tối. Thì khi mà bạn ấy chỉ vừa đi qua cái gốc me đấy thôi nhá, bạn ấy nhìn thấy một cái bóng, bóng đen. Bỏ mẹ chết rồi. Cái bóng đấy nó y hệt như cái bóng mà bạn ấy đã mơ luôn. Thật bình tĩnh và đi một lèo đến cái tiệm tạp hóa phía trước, không ngoái đầu lại. Thì cái lúc mà đến tiệm tạp hóa đấy rồi ấy, bạn ấy mới trấn an được một tí và ngoái đầu lại nhìn. Hú hồn luôn. Cái bóng đấy nó đã đi theo bạn ấy và đứng cách bạn ấy một khoảng cách rất là gần. Lúc này là tinh hồn lắm rồi. Bạn ấy quyết định là gọi điện thoại cho dì bạn ấy để đem đồ ăn về cho bà ngoại. Và lúc này bạn ấy bắt đầu tính kế để đi về, chứ ai dám đi về một mình. Ô thể đầu này số nhanh phết. Bạn ấy đã mua cả một cái thùng sữa, sau đó nói với cô ấy rằng là nặng quá cháu không bê về được, nhờ cô ấy trở về hộ và bách bạn ấy về cùng luôn. Ok, thế là về được đến nhà an toàn. Nhưng mà ngay cái đêm ngày hôm đấy, bạn ấy đã mơ giấc mơ thứ hai. Mơ lại cái khung cảnh đi đến trước cái cây me và bạn ấy đứng ở đấy. Và vẫn là cái bóng đen đấy nó hiện ra rồi nói với bạn ấy rằng: mày đi đi, mày nhìn tao làm gì, mai có bị chết. Thì gia đình nhà bạn ý với cả cái gia đình nhà cô bán tạp hóa chơi rất là thân với nhau. Tối ngày hôm sau, chồng của cô bán tạp hóa lên cơn đau tim. Mặc dù là đã đi bệnh viện và được coi là đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng mà vẫn không thể qua khỏi. Tiếp. Alo, Peekaboo, hello mọi người. Tiếp. Sau mấy ngày khi mà cái tang lễ nó đã xong xuôi hết cả rồi, thì một hôm bạn ấy có ngồi ở ngoài sân chơi. Và cạnh bạn ấy thì có mấy đứa trẻ con đang chơi nữa, bạn ấy thì đang ngồi đánh game. Thì vô thức bạn ấy có cảm giác được là ai đang nhìn chằm chằm vào bạn ấy. Tự dưng bạn ấy mình ngoái lại, không thấy ai. Nhưng mà mấy con mèo nó nhìn vào cái góc nhà gần cổng đấy, nó sủa, nó kêu liên tục. Nó kêu liên tục tục vào cái góc đấy. Thôi ớn bỏ bố ra, chạy vào nhà cho nó lành. Nhưng mà thoát làm sao được. Mơ tiếp cái giấc mơ thứ ba. Vẫn là cái bóng đen ở gốc cây me đấy. Nó về nó nói thẳng với bạn ấy như này. Thì vào cái thời điểm đấy, gia đình nhà bạn ấy dính Covid. Cả nhà bạn ý đã phải điều trị tại nhà, duy chỉ có ông cố và bà cô của bạn ý là phải vào bệnh viện thôi. Nhưng khi chỉ cách ngày về có một ngày, sau khi đã hai lần xét nghiệm âm tính với Covid, thì hai người đó mất. Và không phải mất vì Covid, bởi vì chính bác sĩ cùng với y tá cũng không biết nguyên nhân vì sao họ mất. Thì cái ngày mà diễn ra tang lễ của ông cố và bà cô bạn ý, ngay trong cái đêm tang lễ đấy là bạn ấy đã mơ bà cô về báo mộng. Bà đã nói rằng là chính cái bóng đen ở gốc cây me ấy đã lôi hai ông bà đi. Khi mà lôi ông bố của bạn ấy đi thì bà đã nhìn ra được đấy là một con gì đấy sừng rất là dài và có răng nanh, rồi nó đã quay sang bóp cổ bà. Khi mà bạn ấy mơ cái giấc mơ này và bạn ấy đã ý thức được là mọi chuyện nó không ổn rồi, bắt đầu bạn ấy là mua đồ cúng về để cúng cho cái gốc cây me đấy. Cùng vào cái đêm mà bạn ấy đem đồ ra cây me cúng ấy, là có người dỉ vào tai bạn ấy và nói rằng ngày mai bảo một người đàn ông ở trong nhà đừng có đi ra ngoài đường. Ông cố đã cố gắng đi theo bảo vệ rồi nhưng mà không tránh khỏi được. Và nó còn cho bạn ấy nhìn thấy cái cách mà người đàn ông ở trong nhà bạn ấy gặp tai nạn. Và theo như cái hình dáng đấy thì bạn ấy nói rằng đấy là cậu của bạn ấy. Lúc đấy cũng muộn rồi nên là bạn ấy định về và để ngày hôm sau thì sẽ nói lại cái chuyện này với cả gia đình và cậu của bạn ấy biết. Nhưng đến sáng hôm sau khi mà bạn ấy thức dậy thì đã nghe tin cậu của mình mất rồi. Nghe mọi người kể lại, bởi vì tình hình dịch cho nên là cậu bạn ấy đã đi ra ngoài mua đồ dự trữ từ sáng sớm. Và khi quay trở về thì có người nhìn thấy xe của cậu bạn ấy bị bốc khói.
Lúc mà cậu bạn ấy quay ra đằng sau để kiểm tra xem xe như nào ấy, thì đã đâm ngay vào giải phân cách của ô tô và xe máy. Ngày mà làm tang lễ cho cậu bạn ấy thì thầy cúng có nói luôn rằng là nhà bạn này đang bị trùng tang rất là nặng, và con cháu phải về đây để làm lễ giải hạn đầy đủ thì may ra mới hết được. Nhưng mà cái ngày làm lễ thì chỗ bạn ấy đang là vùng đỏ, cho nên bạn ấy không thể về để dự lễ. Từ đó trở đi thì bạn ấy gặp rất là nhiều điều xui xẻo, và hiện tại thì bạn ấy đang không biết là gia đình bạn ấy sẽ phải gặp những cái chuyện gì nữa. Mình rất rất là mong bạn sẽ gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống và sớm làm lễ để giải hạn cho cả gia đình nha. Vậy nha, Peekaboo, bye bye mọi người, hẹn mọi người lần sau.